Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury, chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì cái tên được nhắc đến trong video này đó là chiếc đồng hồ Corner Regulator Tourbillon CH3121. Trong thời gian vài năm trở lại đây, người chơi đồng hồ Việt Nam luôn được tiếp cận những mẫu đồng hồ đa dạng về cả hình thức, thiết kế và độ phức tạp. Để mang đến điều này thì công lớn luôn thuộc về những bên bán hàng uy tín, trong đó có Gia Bảo Luxury. Không chỉ mang về những mẫu đồng hồ mới nhất thuộc ở thương hiệu nằm trong top đầu như là Patek Philippe, Rolex hay là Hublot theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cũng lựa chọn những mẫu đồng hồ vô cùng đặc biệt để phục vụ người chơi. Và để nói về vấn đề sớm nhất thì với những ai theo dõi Gia Bảo Luxury từ những ngày đầu tiên, đều không thể không biết đến những chiếc đồng hồ như là Rolex Cellini Moonface 50535, các mẫu Rolex GMT Batman, Pepsi hay là Rainbow, còn những chiếc đồng hồ đặc biệt thì chúng ta đã đều được chiêm ngưỡng chiếc Jacob Co. Astronomia Solar Jewelry Planet hay là chiếc Rolex 116589 SALV. Và để tiếp nối truyền thống mà Gia Bảo Luxury theo đuổi suốt bao năm qua, chúng tôi đã tiếp tục mong muốn mang về Việt Nam những chiếc đồng hồ đặc biệt và lần này chính là chiếc Chrono Regulator Regulator Tourbillon CH3121. Thương hiệu Chronoswiss có vẻ vẫn còn khá lạ với người chơi đồng hồ ở Việt Nam, nhưng với những người chơi đồng hồ xanh sỏi thì không thể không biết tới. Thương hiệu này có khá nhiều bước đột phá trong việc chế tác đồng hồ, có hướng đi vô cùng đúng đắn để chinh phục những người chơi khó tính. Chúng ta đã từng biết đến chiếc Chronoswiss Regulator CH2811R được sản xuất giới hạn 30 chiếc trên toàn cầu với chức năng chỉ báo giờ vô cùng đặc biệt. Còn giờ đây thì chiếc Tobion ngày hôm nay sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm vô cùng mới. Sở hữu lớp vỏ bằng vàng hồng nguyên khối 18K, phần vành bên rồ và viền của mặt dưới cũng được chia khía với mật độ dày. Phần thân cũng được tạo rãnh dọc, giống như chiếc đồng xu mệnh giá lớn. Lối thiết kế này khá giống với những chiếc đồng hồ của thương hiệu Brigade. Tuy nhiên, thì phần tạo kiểu dáng sẽ mang đến sự khác nhau hoàn toàn. Núm chỉnh được thiết kế theo kiểu dáng vô cùng cổ điển bốn càng nối dây vắt cong có chiều hướng ôm lấy cổ tay người đeo. Nhà sản xuất cũng đặc biệt chú trọng phần dây đeo và phần khóa cho chiếc đồng hồ. Sử dụng khóa gấp bằng vàng khối cũng là một ưu điểm của mỗi đồng hồ này. Với chiếc khóa gấp này thì sẽ tránh được tình trạng tuột tay trong quá trình đeo và tháo đồng hồ ra khỏi cổ tay. Bộ dây da cá sấu hai mặt cũng được lựa chọn vô cùng cẩn thận và được may tay để đảm bảo tính thủ công cho chiếc đồng hồ. Mặt số bạc của chiếc đồng hồ được dập vân Glock và có độ rộng khá lớn. Khiến cho chiếc đồng hồ có cảm giác hơi to so với kích thước 38 mm. Trên mặt số là phần hiển thị khá đặc biệt, như chúng ta thường biết với các thương hiệu khác, kim giờ và kim phút được đặt cùng một trục ở chính giữa của mặt số. Tuy nhiên với mẫu đồng hồ này thì nhà sản xuất đã vô cùng thông minh khi mang đến một lối thiết kế khác lạ. Kim chỉ giờ được đặt ở ô hiển thị góc 12 giờ với các khung giờ bằng số la mã. Còn kim chỉ phút thì lại được đặt ở chính giữa đồng hồ để thể hiện phút. Cách bố trí này thì chúng ta đã thấy khá là quen thuộc trên một số mỗi đồng hồ Ano thuyền buồm với kim dây được gắn ở trục giữa mặt số. Còn kim giờ và phút thì được chuyển vào trong vòng hiển thị nhỏ. Quay trở lại với chiếc CH3121, mặt số của mẫu đồng hồ này có hiển thị tên thương hiệu và tên bộ sưu tập Regulator. Đây là một cách giúp nhận diện thương hiệu. Ở góc 6 giờ thì chiếc đồng hồ đã được tích hợp thêm lồng tourbillon. Trên lý thuyết thì lồng tourbillon với khá nhiều chi tiết nhỏ có thể triệt tiêu lực hút của trái đất, khiến cho chiếc đồng hồ chạy chính xác hơn. Thực tế thì còn tùy thuộc vào môi trường sử dụng của từng người nữa. Cơ chế Tourbillon trước giờ vẫn là đỉnh cao chinh phục của các thương hiệu đồng hồ. Có thể không khó để chế tác, nhưng mà các nhà sưu tầm đánh giá cơ chế Tourbillon thông qua cách chế tác, các chi tiết được hoàn thiện như thế nào cho tinh xảo. Chính vì vậy, nên thành tựu từ việc chế tác Tourbillon luôn được các nhà sản xuất chú trọng và đặt hết tâm huyết vào cơ chế này. Ở mặt sau của chiếc đồng hồ, chúng ta có thể dễ dàng chiêm ngưỡng được bộ máy lên dây cót tay Caliber C361 được hoàn thiện khá là tỉ mỉ. Ở khu vực bộ chứa cót, nhà sản xuất cũng thể hiện rõ ràng bộ máy này có năng lượng dự trữ lên tới 72 giờ và sử dụng barrel cap giúp cho việc điều hòa lượng cót được tốt hơn. Cụm từ tiếng Đức 72 Student Gang Reserve, tức là 72 Hours Power Reserve. Thế còn cụm từ Double Barrel House, theo tiếng Anh nghĩa là Double Barrel. Các tấm cầu bản lớn chắc chắn để cố định các chi tiết nhỏ bên trên. Hệ thống chân kính được bảo vệ và thêm vào đó là những chiếc ốc thép nung xanh gắn chặt chẽ trên các tấm cầu. Khu vực lồng quay Tobion cũng được cố định bằng tấm cầu chữ nhật để bảo đảm sự chắc chắn trong quá trình sử dụng. Sự chìn chu của nhà sản xuất còn thể hiện ở bộ chống sốc Inca Block. Hoàn hảo là mỹ tử mà những người đã từng trải nghiệm chiếc đồng hồ này đều đông nhất ý kiến. Nhìn tổng thể thì chiếc đồng hồ Chronos Suite A regulator to be on CH3121 trên cổ tay, mọi phê bình dường như sẽ biến mất khỏi tâm trí. Và nếu như có thể thì các bạn hãy đến với Gia Bảo Luxury để được trải nghiệm thực tế chiếc đồng hồ đặc biệt này nhé. Video ngày hôm nay thì đã khép lại tại đây rồi và đó là những thông tin thú vị nhất xung quanh mẫu đồ ngày hôm nay. Không biết là các khán giả của Gia Bảo Luxury đang cảm thấy như thế nào thì các bạn hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới. Và đừng quên theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!